Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. MD7, kem dung dị nám, nhăn giúp sáng da trong thời gian ngắn nhất. MD7, 7 ngày kỳ diệu, 855-234-2333. Jean và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Presto Tea, now accepting franchise applications in California, Oregon, Arizona. Please call 714-881-9938. Thảo Yên, Hoàng Trầm Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của Little Sài Gòn TV. Cảm ơn quý vị rất nhiều, và nếu quý vị vào trong YouTube nhớ nhấn nút subscribe. Tiếp tục với các bản tin liên quan đến tình hình coronavirus hiện nay, thì bản tin chúng tôi ghi nhận được là FDA ngày hôm qua vừa thông qua một loại thử nghiệm ở nhà. Nó khác với lại loại thử nghiệm hiện nay mà quý vị có thể ghé Santa Ana hoặc là các nơi khác để lên trên mạng, quý vị có thể đặt để mà họ gửi về nhà rồi thử nghiệm. Nhưng mà cái đợt thử nghiệm cũ á, quý vị phải gửi cái kết quả đó, quý vị cũng lấy một cái đồ chùi mũi hay chùi miệng gì đó, xong rồi bỏ vào trong cái túi họ giữ đó, xong rồi gửi trả lại. Thì sau khi mà nhận qua nhận lại như vậy, nó mất hết bao nhiêu thời gian rồi. Chứ đâu, mình nếu mà mình đến nơi tại chỗ mình thử thì mình bỏ vào cái thùng thì là cái chuyện đó khác. Đằng này thì FDA nói rằng loại thử nghiệm mới, xét nghiệm coronavirus mới rất là độc đáo thưa quý vị, từ một hãng của Úc, đó là hãng Elum. Hãng Elum này thực hiện, và trong thời gian qua thì FDA cũng tìm cách để sớm chuẩn thuận cho bất cứ thuốc, phương cách thử nghiệm nào đối với coronavirus để người dân có thể nhận được ngay. Và tin tức này rất là tốt. Bắt đầu ngày hôm nay, họ hy vọng là ở các nơi nhà thuốc Tây không cần toa bác sĩ. Ví dụ như quý vị ngày hôm nay đến CVS hoặc là vào trong Walmart hoặc kể cả Costco nữa, những nơi nào mà có nhà thuốc Tây ở bên trong đó, thì quý vị nói chúng tôi cho chúng tôi cái gói hoặc là cái bộ xét nghiệm coronavirus ở nhà. Điểm đáng chú ý là sau khi xét nghiệm ở nhà cho biết kết quả luôn. Thì giống như là mình thử thai vậy đó, nó màu xanh, màu đỏ thì mình biết được, màu xanh thì là negative, màu đỏ thì là positive, vân vân. Thì FDA cho biết cái bộ xét nghiệm mới này nó giá nó khoảng 30 Mỹ kim thưa quý vị, và trong thời gian tới đây họ, sau khi nhận được cái tiến trình này rồi, họ sẽ sản xuất và sẽ gửi đến cho toàn bộ người dân của Hoa Kỳ này. Ngày hôm nay thì quý vị chưa có được đâu, họ nói phải chờ một thời gian nữa, rồi sau đó chúng ta cũng sẽ theo dõi những cái mẫu quảng cáo để cho biết. Và đây là một cái bộ xét nghiệm rất là tốt trong thời gian mà chúng ta chờ đợi để chích ngừa, thì không biết được sau khi chích ngừa rồi, để xem có kết quả là chích ngừa rồi và sau 3 tuần lễ thưa quý vị, cho nên mình chích ngừa lần này đó đâu phải là một lần đâu, một lần không đủ. Chích được một lần rồi, 3 tuần sau phải chích thêm một mũi nữa. Và đó là của cả Pfizer, Moderna và kể cả AstraZeneca nếu có trong tương lai, Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị, và sáng ngày hôm nay thì công ty Honda vừa mới đưa ra cái tuyên bố, đó là họ phải thu hồi lại 1.4 triệu chiếc xe ở thị trường Hoa Kỳ, thưa quý vị, liên quan đến 3 cái vấn đề mà công ty này gặp phải. Nghĩa là mỗi một cái vấn đề thì có khoảng mấy trăm ngàn chiếc xe bị thu hồi, cho nên tổng cộng 3 cái vấn đề thì nó có cái số xe mà phải thu hồi lên đến 1.4 triệu chiếc. Thì những cái vấn đề này bao gồm, thứ nhất đó là cái software của họ có vấn đề, khiến cho cái camera phía sau xe đó là sẽ có gặp trục trặc, và cái software này nó cũng sẽ khiến cho cái cần mà gạt nước ở cái kính xe của chúng ta đó nó sẽ bị hư. Và bên cạnh đó là cái một cái vấn đề khác nữa là cái nút nhấn lên xuống cửa kính xe sau một thời gian sẽ nó bị hư, thì làm cho những cái kính xe này nó bị hở và khiến cho nước mưa nó chảy vào và làm bị chập mạch cái chỗ mà nhấn kính xe. Và
ở cái phần thắng ở phía trước cái xe đó thì nó có một cái bộ phận nó gọi là drive shaft thưa quý vị, thì không hiểu làm sao mà cái loại xe của Honda nó sẽ bị mau bị rỉ sét, thì khiến có thể khiến cho những người lái xe gặp tai nạn ở trên đường. Thì nhưng mà may mắn là Honda họ cho biết là chưa có ai vì cái vấn đề này mà gặp tai nạn cả, nhưng mà cái vấn đề rỉ sét là có. Thì đầu tiên cái vấn đề về camera phía sau xe đó và cái windshield mà bị hư thì ảnh hưởng đến cái loại xe, cái dòng xe Accord thưa quý vị, sản xuất từ năm 2018 đến năm 2020, và xe Insight sản xuất từ năm 2019 đến năm 2020. Và cái vấn đề mà cái thắng liên quan đến cái bộ phận thắng xe drive shaft thì là của những chiếc xe Honda Civic Hybrid của năm 2012, rồi từ năm 2007 cho đến năm 2014 là xe Honda Fit, và xe Acura dòng ILX từ năm 2013 đến năm 2015, và Honda Accord năm 2013 đến năm 2015. Và đặc biệt là những cái dòng xe Honda Accord nào mà lái ở 22 cái tiểu bang mà người dân họ thường xuyên bị tuyết ngập cao đó, mà phải dùng cái loại muối để mà đặc biệt để mà dọn tuyết đó, thì rất dễ cái dry shop của những cái dòng xe này lại nhanh bị rỉ sét hơn là những cái dòng xe ở những cái tiểu bang mà không có bị tuyết này. Cho nên là ở 22 cái tiểu bang này, cái số người dân mà họ khiếu nại về cái vấn đề xe Honda nó cao đặc biệt. Thì bên cạnh đó, cái vấn đề về cái vụ mà cái nút lên xuống của cái cửa kính xe mà nó bị hở đó thưa quý vị, là của cái dòng xe Honda CRV sản xuất từ năm 2002 đến năm 2006. Và đặc biệt là cái vụ mà cái cửa kính xe này đó, thật sự ra cái dòng CRV này lúc trước Honda họ cũng đã phải recall một lần, thu hồi một lần vào năm 2012, nhưng mà cái vấn đề này họ không sửa được thưa quý vị, nay lại tiếp tục xuất hiện ở những cái dòng xe khác nữa. Thì tất cả chủ nhân của những cái dòng xe mà bị ảnh hưởng này, Honda cho biết là bắt đầu từ tháng Giêng cho đến tháng 2 họ sẽ gửi giấy báo về. Thì quý vị có thể chọn những cái option đó là đưa vào những cái dealer, hoặc là nếu mà xe đã quá cũ rồi thì quý vị có thể lên trên website của Honda. Thì trong những cái lá thư họ sẽ chỉ dẫn rất là chi tiết làm sao quý vị đưa xe vào để mà sửa chữa. Một bà cụ 107 tuổi vừa thoát bệnh coronavirus mặc dù phải vào trong bệnh viện. 107 tuổi thưa quý vị, và đây là hình ảnh của cụ bà Tilly Dibbing, 107 tuổi, cư dân của Minnesota. Bà đã phải nhập viện trong thời gian qua và hình ảnh ở trong bệnh viện cho thấy khác hẳn với hình ảnh ngày hôm nay bà đã xuất viện rồi. Một hình ảnh của CNN đưa ra đầu tiên đó là hình ảnh bà đã xuất viện vẫn còn mang khẩu trang, và bà cho thấy được lúc mà bà ở trong bệnh viện cơ thể đã chiến đấu như thế nào. Sinh năm 1913 tuổi, và bà cũng là người đã từng chứng kiến cảnh đại dịch trước đây. Lúc đó bà mới 5 tuổi. Đại dịch diễn ra năm 1913 và kéo dài đến năm 1918. Lúc đó chết cả bao nhiêu triệu người trên thế giới. Bà là người đã trải qua đại dịch thứ nhất. Giờ đây bà lại trải qua đại dịch thứ nhì, chắc có lẽ là một người duy nhất trên thế giới mà thôi. Chúng ta cũng nghe thấy rằng điều này cho thấy rằng không phải là cao tuổi là dễ chết, nhưng số người cao niên có tiền bệnh thì dễ qua đời hơn là người trẻ. Mặc dù chúng ta thấy cũng có những người trẻ 20, 30 tuổi cũng đã tử vong vì coronavirus. Và bà cho biết thậm chí những người ở trong nhà cũng bị bệnh luôn. Nhưng mà riêng với bà thì đã qua khỏi. Thì đó là một trong những tin tức hy hữu mà chúng ta ghi nhận được. Chứ còn đa phần khắp nơi trên thế giới, những người mà ngoài 60, và đặc biệt là những người có tiền bệnh thì đa số là tử vong thưa quý vị. Bên cạnh đó, cũng qua bản tin coronavirus này, câu hỏi đặt ra là quý vị có biết quốc gia nào trên thế giới này có mèo nhiều nhất hay không? Qua bản tin này chúng tôi mới ghi nhận đó là xứ Latvia nằm ở châu Âu. Latvia ở phía bắc của Ba Lan.
cũng là một trong những thành viên Liên bang Xô Viết cũ, cùng với Estonia, Lithuania, Belarus, v.v. Latvia có số mèo mà hoang nhiều nhất trên thế giới này. Lý do tại sao người dân Latvia mê mèo nhất? Thế thì họ nói rằng trong thời gian qua, những người mà nghiên cứu đó, họ sợ rằng nếu mà để mèo nó nhiễm coronavirus, có khả năng là sẽ lây nhiễm cho những cái thú vật khác hoặc là qua người. Thì trong cái cuộc nghiên cứu coronavirus này, họ tìm hiểu xem mèo có bị nhiễm coronavirus từ người hay không. Và cái kết quả rất là ngạc nhiên. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết với chúng tôi ngay sau bản quảng cáo.